Chào các bác nhé. Bây giờ là chuẩn bị tối rồi. Rồi, thì tiếp tục buổi tối, chiều tối ngày hôm nay em lại review và lên cho các bác một siêu phẩm về con chiếc máy giặt của dòng Panasonic. Đấy, con này là con VX7000 các bác nhé. Đấy, sở hữu đầy đủ cho mình công nghệ nano khử khuẩn Econavi. Đấy, giặt 9 cân, sấy 6 cân và sấy bằng điều hòa. Đây là những trong những cái phân khúc hàng cao cấp của dòng Panasonic. Đấy. Tất cả những cái dòng đời là có tính năng khử khuẩn là những cái dòng máy cao. Được trang bị cho mình những tất cả những cái công nghệ tiên tiến nhất của dòng máy giặt, đó là của dòng Panasonic các bác nhé. Đấy, con này màn hình quắc nét nhau anh. Đấy, rất đẹp. Đấy, máy em đang vệ sinh tổng thể từ trong ra ngoài. Đấy, các bác. Để là vệ sinh được một máy giặt thì rất cần rất sự nhiều thời gian các bác. Khoảng mất 1-2 ngày mới xong một con chiếc máy giặt. Đấy thì do là cũng trật tối rồi em nên quay bỏ ra vỉa hè này cho các bác có thể nhìn được, chiêm nghiệm được cái độ thật của chiếc máy giặt. Đấy, em sau em đã vệ sinh xong. Đấy thì cũng là đến thời điểm gần Tết nhất thì bác nào có nhu cầu về máy giặt thì tiếp tục liên hệ ủng hộ hàng cho em nhé. Đấy, con này thì đã ngon lành rồi. Đấy, anh em nào chỉ cần qua bốc thôi. Đấy, một chiếc máy giặt khá là đẹp của dòng Pana. Quay chi tiết để cho các bác có thể chiếm nghiệm được cái độ đẹp của chiếc máy này. Em chuyên bán những tất cả những mặt hàng đều là hàng phải hàng đẹp các bác nhé. Đấy, anh em nào có thích hàng đẹp thì liên hệ với em nhé. Rồi, thế đã. Vậy bác nào quan tâm với chiếc máy giặt Panasonic VX7000 giặt 9 sấy 6 và sấy bằng block thì liên hệ. Vâng, xin chào các bác.